Rồi em xin chào quý vị anh chị cô bác. Thì hôm nay là tiếp tục em bón cái đài Phú Yên nè. Phú Yên hôm nay được 90 tờ, có số ngày mai luôn nè, đắt lát luôn, đưa số ngày mai luôn. Thời Thiên Huế 20 tờ 63 ngày 25 tháng 3 2024. Thì Thiên Huế 20 tờ nữa nè, là 73 nè, 63 nè. Quá. Wow. Hôm trước thấy 3 tờ. Để coi sao giờ lúc này có 2 tờ. Chắc trúng nhiều quá. Trúng nhiều quá sao á. Công ty hạ xuống còn 2 tờ, bữa lên 3 tờ giờ còn 2 tờ đó. Rồi cái đây Phú Yên nè. 226 nè. 26026. 81 08 85 63 44. Ủa, 3 số 1 này biết không? 3 số 1 48 48 nằm chung cái series đây nó chung series đây. 020 26020. Con số 85 nè, 85 là 67 nha mấy bạn. 67. Giờ nãy nó gấp số này lại nè. Gấp số 85 và 67 gấp lại với nhau nữa nè. Phú Yên nha mấy bạn. Ở sáng ngày em quay luôn cho ngày mai luôn nè, để cho mình xem luôn nha mấy bạn. Ngày 26 tháng 3 nè. Con nôm 20 tờ nè. Con nôm luôn nè. 40 tờ nè. 40. 20 tờ là 78 nè. 20 tờ là 30 nè. Nhà quân nôm nè. Rồi Đắk Lắk là đại chính ở quê em nha quý vị. Đại phụ thường đại lý nó sẽ đưa ít hơn đó, gọi là quân số đề nha quý vị. Sẽ đưa ít hơn đó. Còn đại chính sẽ đưa nhiều hơn chút đó. Dễ bón. Tôi thấy diêm bô quân số đề người ta lấy số này 79 nè, 56 nè, 14 nè, 32 nè, 97 nè, 08 nè, 63 nè, 98 nè, 44 nè, 26 nè. Đó. Đó. Mấy cái nơi khó thành phố lớn á, quý vị người ta có điều kiện người ta mua nhiều số á, đã mua nhiều tờ, cho nên là mấy cái chỗ bón ví dụ như em đây hoặc những cái đại lý lớn hơn xíu, người ta bón sẽ là ta bón ví dụ như mấy người mua nhiều á, người ta sẽ khuyến khích cái giải đặc biệt á quý vị, thì có thể vô hai con, có chỗ này nó tính hoàn giống, có chỗ thì nó vẫn tính tiền như quý vị. Đó, hai con thì nó đưa cho ví dụ 100 gì đó, 50 gì đó, hoặc ba con đưa nhiều hơn mấy trăm gì đó, là do tôi lấy cái số đó đều quýnh đề nha quý vị. Ví dụ quý vị mua nhiều tôi trích cái tiền lời rồi tôi quýnh đề, trúng rồi tôi chung cho cái người đó thôi. Cái người mua nhiều đó tôi khuyến khích người ta mua nha quý vị. Cái đó cũng được, nhưng mà ở quê mình quýnh trên ốp rồi quý vị, ốp quẹt là quýnh ở ngoài cũng được. Ốp thì chung cô hơn, còn ngoài chung 70, quê em chung 70 chứ ốp chung cái 97 là nhiều người thì khuyến khích với số mua nhiều người ta chơi vậy đó. Cái chơi số đề cũng vi phạm pháp luật quý vị đó. Nhiều người, nhiều đại lý nó khuyến khích nó chơi vậy như quý vị đó. Khuyến khích là mua nhiều là trúng hai con đặc biệt hoặc ba con đặc biệt, vẫn bốn con đặc biệt giờ có tiền đó. Nhưng mà ở quê thì bón có máy tờ ít lắm quý vị, người ta mua cũng ít thôi, không nhiều, lâu lâu có đại doan mới mua nhiều thôi. Rồi thì cũng như thường lệ quý vị, anh chị nào mà máu bầu chưa biết á, thì em cũng bón ở ngàn cây xăng quý vị nè, xăng Tịnh Đam gần 6 Tịnh Bác, quốc lộ 24B, ông Bình Tịnh Đam sang Tịnh Quang Ngãi gần gốc doa đó. Quý vị càng kế xanh đường và nhân đoàn qua đường cái thuốc bác, em bón vé số ở đây. Mấy bữa có dừa nữa quý vị, mà trời nắng ở miền Nam á, dừa nữa nó nóng nên nước dừa trái nó ít, hoặc là
Thứ hai nữa là nó nóng nhiều, miền Nam tiêu thụ dừa nhiều thì cũng không có dừa gì Quảng Ngãi nhiều, cho nên là giá nó cô. Ngán thì giá dừa nó cô nên em tạm thời dừng bón nha quý vị. Còn bón chân gà cánh gà thôi. Anh chị ủng hộ em để mua tài số, mua chân gà cánh gà như quý vị. Rồi xin cảm ơn quý vị rất nhiều.